Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình nói về đường chéo của hình lập phương, được chưa? Thì hình lập phương thì cũng giống như hình hộp chữ nhật. Đây, mình lấy một cái hình hộp chữ nhật cho các bạn hình dung nha. Đây là một cái hình hộp chữ nhật nha các bạn. Đây là cái hình hộp chữ nhật. Ok chưa? Đây là một cái hình hộp chữ nhật này. Đó. Khi hình hộp chữ nhật, thì mình vẽ ra cho các bạn thấy đây. Nha. Rồi mình vẽ ra. Rồi hình lập phương thì đặc điểm của hình lập phương là giống hình hộp chữ nhật, có khác ở chỗ là tất cả các cạnh của nó bằng nhau, hay nói nôm na tất cả các mặt của nó chính là hình vuông nha các bạn. Đây, mình vẽ trong không gian thì nó hình như thế này. Ok chưa? Đây, mình ký hiệu A, B, C, D. Thì đây là A, thì đây là A phẩy nè. Đây là B phẩy nè. Đây là C phẩy nè. Và D phẩy. Ok chưa? Thì đây được gọi là hình hộp chữ nhật. Hình hộp lập phương nha các bạn. Hình hộp lập phương là hình hộp, là một cái hình hộp có hai mặt đáy. Mặt đáy, để mình lấy cái này ra cho các bạn thấy. Đây, mặt đáy trên và một mặt đáy dưới, thấy chưa? Và bốn mặt bên, 1, 2, 3, 4, thấy chưa? Đó, vậy nó gồm có hai mặt đáy, đáy trên và đáy dưới. Nhớ giúp mình, tất cả các mặt của nó đều là hình vuông nha các bạn. Thứ hai đó là có bốn mặt bên, mặt trước nè, mặt bên phải nè, mặt bên sau nè và mặt bên trái. Bốn mặt bên, thấy chưa? Còn những cái điểm này được gọi là đỉnh nha các bạn. Đỉnh, ok chưa? Đó, đỉnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đỉnh. Và những cái này được gọi là những cái cạnh của nó, cạnh hình lập phương, thấy chưa? Đó, cạnh của hình lập phương. Rồi thì mình ghi vào vấn đề chính, đó là đường chéo của hình lập phương. Đường chéo của hình lập phương là đoạn thẳng được nối từ hai cái đỉnh đối diện, hai cái đỉnh đối diện. Ví dụ như cái này, từ B nối đến C vậy, bạn cũng có là một đường chéo, nhưng đây được gọi là đường chéo của mặt bên, chứ không phải là đường chéo của hình lập phương nha các bạn. Rồi từ A phẩy đến C nè, ở một đường chéo nè, một đường chéo của hình lập phương nè. Tiếp từ C phẩy đến A nè, một đường chéo của hình lập phương nè. Ở từ D phẩy đến B nè, một đường chéo nữa nè. Từ D đến B phẩy nè. Ở tất cả những đường chéo này đều gặp nhau tại một điểm, hay nói nôm na bốn cái đường chéo này cắt nhau tại một điểm, mình cho là chữ O đi các bạn. Đó, O gây chính là trung điểm của tất cả các đường chéo hoặc là phương, được chưa? Mình có bao nhiêu đường chéo ạ? Có bốn đường chéo, đó là A phẩy C nè, A C phẩy nè, D phẩy B nè và D B phẩy, được chưa? Đó là những cái đường chéo của hình lập phương. Đường chéo của hình lập phương là được nối bởi hai đỉnh bất kỳ, nhưng không, thứ nhất không phải là cạnh của hình lập phương. Đây, ví dụ như A phẩy D phẩy là cạnh của hình lập phương, không phải nó. Tiếp tục, B C phẩy là đường chéo của mặt bên hình lập phương, chứ không phải là đường chéo của hình lập phương các bạn. Đường chéo của hình lập phương, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho bài tập, các bạn giải giúp mình bài tập nha. Cho cạnh của hình lập phương, cạnh hình lập phương là 10 cm. Các bạn tính giúp mình đường chéo A C phẩy, được chưa? Thì muốn tính đường chéo A C phẩy thì bước đầu tiên các bạn phải kiếm một cái tam giác vuông chứa AC phẩy, đó là tam giác A phẩy C phẩy A, thấy chưa? Vuông đại A phẩy.
cạnh A, A phẩy chính là cạnh của Hưng Lập Phương, nó sẽ là 10 cm. Còn A phẩy C phẩy đó là gường chéo của hình hình vuông A phẩy B phẩy C phẩy D B phẩy, nên nó sẽ bằng là cạnh nhân căn, căn 2 là 10 nhân căn căn 2. Từ đây thì các bạn sẽ tính được A C phẩy áp dụng định lý Pythagore, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc góc vuông, và các bạn tính ra nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.